châu đất nè, biết châu đất nhớ cảnh núi xanh. 28 28 xuống đầu tiên gặp số vô mày gì đây quê gì đây. 28 mấy gì đi ba gì đây ba gì đây ba gì ta lo ba lo lo mà lý thô thấu tâm suy xin mắt châu. 36 thì đã xuống thì đã xuống thì đã tình anh như nước có sông dài một nước gì cho thế gian chủ phong. Tình em như luôn sắc trên đồng cây lúa giờ ngày mùa đơm bông chiều quý hai đứa hãy vui đùa em sẽ có anh chim sao mồ côi dù sao chúng đắm chia đôi bờ em với bụi anh vẫn lỡ mong chờ nhớ kiểu lý tình ta ngân ngắn kiểu nhau khi mùa lúa chín sẽ đắp nhau ọ ọ con mười một quý ba biết cái gì con mười một mấy thì là cái mấy hai em mình được kỹ lắm rồi đi đó. Quý vị thân mến, là chúng tôi thấy là khán giả Hồng Như nè mới có hai con số mà comment kinh luôn rồi. À, cái này là dòng trước hay sao bạn ơi, comment giùm mình cho mình biết coi. Hình như dòng trước cũng không có 20, 30, 40 nữa. Cái này là kinh sản rồi phải không? À, một vé lóc đi cho rồi đi. À, thông cảm gì cho chị nha cưng. Chị phải chặn cưng cho bà con dòng họ, chị vui mừng. Rồi ok, bye. Rồi, cho số tiếp quý vị ơi. Rồi vòng 1 có 20, 30, 40 và 51. Dạ đúng, con có coi lại rồi cô ơi. Rồi Nguyễn Linh kinh thật ạ. Rồi ok, kiểm tra kỹ nghe mấy con địa hường. Dì hai ơi. Dì cái bà hại tao quá. Rồi không lẽ lắp gì hai. Lắp gì hai. Rồi ok, rồi bà comment cho tôi đọc rồi bà nội ơi. Rồi cái
gì bằng. Bây giờ chúng ta sẽ giờ tiếp vòng mà vòng thứ hai nha. Nếu mà Kim Trùng ba người vẫn phần quà như vậy, quý vị ơi là nhớ thì em lên bóc vé dùm cho Lượng nha. Rồi vòng ba xin phép, vòng hai xin phép tiếp tục. Người ta mang khẩu trang là thấy nó vệ sinh lắm. Con này sơn khăn khẩu trang thấy ghê quá, chừng nhanh chọn ăn cướp vậy đó.
rồi rồi trên tay mấy kỳ đa số kỳ đa mấy kỳ cái đó quý vị kiên nguyện là khán giả đồng giả hai quỷ được nhảy dễ thở quý vị và kinh đầu quý vị nha số 2 và chữ 3 có một là chưa thấy có một tàu đây em thấy rồi này chị có một 39 39 có 2 15 có 3 36 là cùng một hàng với 39 làm sao kinh được bạn ơi kiên nguyện ơi 36 số 2 15 có 3 số mà rồi nếu mà kinh rồi và inbox thử là kiên nguyện có mua vé không có mua vé thì mình lắp luôn cho nó lẹ tay đó dễ yếu lắm mà quý vị tại vì em có thể kiểm tra lại được cho nên quý vị đừng có comment tập bậy tập bạ nó gián đoạn tại mấy đứa nó hát ngay là mừng lắm rồi quý vị nên không quý vị khác dạ đừng comment tập bậy tập bạ đó quý vị tội nghiệp em nha rồi rất hổ tay luôn á có người comment là chị là con sâu vàng phá hoại mùa màng đó con sâu vàng phá hoại mùa màng dạ có đúng không quý vị ơi có không cưng có mua vé không không em inbox ngược lại cho bạn đó em vô inbox coi là em sẽ thấy là bạn có mua vé hay không biết liền à tại vì có khi là comment nó nhanh tay lẹ chân quá đứa gì cái bấm lộn chứ không phải gì hết trơn á đính chính chùm gì hai hồi nãy giờ nói tám chùm giác rồi con bé nhỏ thì thanh thảo này thiệt ta đời nào ai không biết gì gì hai ngủ quá trời đính chính không chị hai không biết mà hàng cái gì lớp bà nữa thôi vậy chứ đưa rồi được chưa bên này đúng rồi ở nhà không khóc có inbox hả nhưng mà em vô coi inbox đó em inbox cho nó xong em vô em coi nó inbox có mua vé hay không hiểu không nếu không mua vé là kinh thường kinh xạo mình chèm cái đường dây đó cho em đúng rồi dạ không được chết hả đây mày đứng đây nè anh tức hai con IT gì quá nè sao chịu gì kể nghe chị ơi nó phát cả men rồi chị không có tiền được đâu lắp thêm bộ đầu nữa luôn hiền quá trời ơi chị vui đi tôi đi kinh sơn cái môi đó là biết chị hiền rồi hiền ngậu gì đấy sợ nhìn như con ốc bu vàng tóc mày không thể rồi thoát ơi nó khó thoát rồi cái gì mày lóc rồi hả không bạn em nó nhanh tay hơn em quý vị nó lóc rồi rồi cái thứ gì và bây giờ chúng ta sẽ đầu vô số tiếp quý vị ơi ngay khi là số là mấy Hãy subscribe
thương anh trai bên đường tình dù thương coi nhìn là cái thử anh năm trăm năm mươi lăm mấy chị đã xuống chị đã xuống chị đã một người chị đã mấy chị em ơi hãy nhìn thấy những như em nhìn thấy hãy cứ tin cho cho để về say Rồi có cái anh này ảnh comment vui quá nè. Danh Phương nè, Facebook Ròn tên gì? Ông đang coi cái livestream của Facebook Ròn đó nha. Rồi thứ quý vị và kinh rất đông luôn quý vị. Rồi đầu tiên là Duyên Thánh kinh nè, 14 27 14 14 có 1 27 có 2 43 52 có 3 52 hợp lệ. Rồi 55 40 55 có 1 40 có 2 36 36 có 3 27 27 hợp lệ. Trời ơi, 38 để con số 40 có 1 35 có 2 27 có 3 và 11 có đủ. Trời ơi, cái này là kinh trước lắm nhiều. Cái gì? Ủa quá trời này do mạng nè. Cái này tụt cái quần rồi. Toàn Ngọc nè. Rồi quý vị ơi, bây giờ mình sẽ tra ngược lại nha. Và quý vị kinh từ con số nào đó thì tụi em sẽ tra ngược lại để trao quà. Trời ơi, còn này người nào tin con số sớm nhất á thì được quà trọn vẹn với chị. Còn sau thì nhận quà giùm em quý vị nha. Là đủ quà thôi. 27 là con số cuối cùng đó chị. 27 là con số cuối cùng thì đúng rồi. 27 là con số cuối cùng quý vị nha. Và kinh trùng. Rồi Tuyết Trần. Tuyết Trần 55 nè. Có 1 15 có 2 36 có 3 và 43 có đủ. Và Tuyết Trần nữa nè. Quý vị ơi, quý vị phải comment giùm em đúng cú pháp bốn con số may mắn của quý vị và chữ số kinh nữa và cái chữ kinh nữa. Rồi quý vị phải inbox về hết nha. Và kinh trùng tụi em vẫn trao quà bình thường quý vị ha.